nuôi được rồi đúng không anh? Dạ. Nuôi chẳng phải là động vật cũng dạ đâu mọi người, yên tâm. Dạ đúng rồi. Là đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm món xôi le le đúng không anh? Dạ đúng rồi, xôi bằng như là nấu hành canh sen. Rồi. Đầu bếp của nhà hàng sẽ làm món xôi le le. Đây là một cái món rất ngon của nhà hàng sòng xôi le le. Vậy thì giá bao nhiêu? Dạ một phần này là một con sống luôn. Mình ra hai món đó là xôi le le và canh hạt sen, là giá 650.000 một con. Dạ. Cái chế biến cái món xôi le le với lại cái gì nhỉ? Canh hạt sen ạ. Canh hạt sen thì mất thời gian khoảng bao lâu? Tầm độ 30 đến 40 phút anh. Cái xôi le le này thì mình lấy cái nguồn hàng ở đâu ạ? Cái le le á? Le le à? Dạ, dưới Kiên Giang anh. À, Kiên Giang. Tức là khi mà lấy đều là tươi sống hết hả? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Sống hết về đây. Bắt đầu khách kêu bắt đầu như mần lông làm năm. Các tí thì đem nấm vào. Nước sôi để nấu lông. Cái này là mình ép sôi để cho sôi nó tròn để mình chuẩn bị mình chiên nè. Cái khâu này mình tán nhỏ cái sôi rồi mình bỏ cái nhuyễn sôi ra, mình ép mỏng vô cái thau. Rồi tiếp tục là mình bỏ cái đậu xanh xong mình bỏ nhân vô đây. Nhân vô đây ướp lên mình chiên. Cúp lên mình làm giòn. Làm chiên nó có lâu không anh? Mình làm giòn. Làm giòn chứ không phải là chiên. Mình nói là chiên.
Cái này là mình đang làm món gì đây anh? Là xương để nấu canh hạt sen. Anh luộc qua rồi đúng không anh? Đụng sơ để cho cái ra cái nước dơ đi, nước đục đi. Rồi. Đặt nhau với dừa đi. Ngoài cái hạt sen với xương tự le le thì trong cái canh hạt sen mình thường có thêm cái có nước dừa nữa, thành ra cái thịt của hạt sen của le le, nước ngọt của nó cộng với nước dừa với cái hương vị của hạt sen á, nó rất là thơm. Vòng 10 phút, 15 phút. Trong lúc lên mà đẩy nắp lại à? Không, cứ để vậy thôi. Cứ để lại cho lửa nó nhỏ từ từ. 10, 15 phút là coi như là xong cái món canh hạt sen này. Nhưng mà nhà mình mỗi một ngày bán là trên 20 con le. Khách đến quán thì cũng hay gọi món xôi la lê với canh hạt sen này. Đây là đặc sản của quán mình. Cái món xôi la lê này mọi người ăn kèm với với chấm đậu phộng, muối mè. Đây là món xôi le le chấm với muối đậu phộng. Cũng là tất cả cái con le là từ bắt đầu làm từ con sống rồi ra sản phẩm rồi cho thực khách dùng. Còn đây là món canh hạt sen, trong đó có hạt sen, nó cho nó xương của con le le hầm ra, nước cốt dừa rồi nước dừa rồi cà rốt hầm lên để thực khách dùng. Xương le le, cái phần mà phần thịt le le thì mình làm sôi rồi, thì còn phần xương thì mình nấu canh với hạt sen. Đây, ngọt lắm nha. Làm cái đó đi rồi. Còn miếng kìa. Thì múc miếng này được rồi, làm nó đẹp. Đây là xôi le le. Ở bên trong là ở ngoài là xôi chiên giòn. Ở ngoài là xôi chiên giòn, ở trong có le le bằng